Tại sao bức họa bữa ăn tối cuối cùng lại nổi tiếng như vậy? Sau khi phóng đại 11 lần, hai bí ẩn đã được tiết lộ. Khi nhắc đến các họa sĩ nổi tiếng trên thế giới, chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci là một người toàn diện ngàn năm có một trong lịch sử nhân loại. Là nhà phát minh, nhà y học và nhà địa lý. Nhưng thành tựu nổi tiếng nhất của ông lại là hội họa. Nụ cười của Mona Lisa và bữa ăn tối cuối cùng, chỉ hai kiệt tác này thôi cũng đủ khiến ông trở thành bất tử trong lịch sử hội họa để thế giới ngưỡng mộ. Bữa ăn tối cuối cùng là một trong những tác phẩm đỉnh cao của Leonardo da Vinci, dài 9m, rộng 4m, không bán đấu giá với số tiền dù bao nhiêu. Nhiều người còn ngạc nhiên, chỉ là một bức tranh vẽ, tại sao bữa ăn tối cuối cùng lại nổi tiếng như vậy? Sau khi phóng to 11 lần, hai điều bí ẩn đã được khám phá để nhận ra rằng Leonardo da Vinci đã giúp mọi người tìm ra kẻ giết người đã phản bội Chúa Giêsu. Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu qua video dưới đây nhé. Bí ẩn 1. Chén thánh ở đâu? Làm sao có một bữa ăn thần thánh như vậy mà lại không có chén thánh? Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ bức tranh, bạn không thể thấy chén thánh. Nhưng khi bạn phóng to 11 lần, có một hình chữ V giữa Chúa Giêsu và Maria Magdalena. Chữ V này thú vị hơn trong bản gốc. Ký hiệu V là đại diện cho phụ nữ, và chén thánh cũng được đại diện bởi chữ V. Vì vậy, chén thánh biến mất có thể liên quan đến Magdalena, và một số người suy đoán rằng cô ấy chính là chén thánh. Bí ẩn thứ hai, mầu nhiệm cử chỉ của Chúa Giêsu. Sau khi được phóng đại 11 lần, có thể thấy rõ 5 ngón tay trên bàn tay phải của Chúa Giêsu duỗi ra, chộp lấy chiếc đĩa bên phải, và bàn tay trái của Judas ở phía bên kia cũng đang với lấy chiếc đĩa này. Cái đĩa này thực ra không phải của Chúa Giêsu, cũng không phải của Judas, mà là của Gioan, người ở giữa họ. Bức tranh này kể về chuyện Chúa Giêsu dùng bữa tối với các môn đồ. Sở dĩ nó được gọi là bữa ăn tối cuối cùng vì đây thực sự là bữa ăn tối cuối cùng mà Chúa Giêsu dùng bữa với các môn đồ. Sau bữa tối này, Chúa Giêsu bị một trong 12 môn đồ phản bội và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá. Còn kẻ phản bội trong bức tranh này, Da Vinci đã mô tả biểu cảm và hành động của mọi người, giúp mọi người chỉ ra ai thực sự là kẻ sát nhân. Judas hoảng sợ cũng chứng tỏ điều này. Sau khi biết tin Chúa Giêsu sắp chết, sự kinh hoàng, tức giận và bất an của 12 người cũng như ánh mắt, cử chỉ và động tác tinh tế của họ đều được Da Vinci vẽ bằng bút mực. Bức tranh có ý nghĩa, tự nhiên trở thành một bức tranh nổi tiếng thế giới. Tại sao bữa ăn tối cuối cùng lại nổi tiếng như vậy? Sau khi phóng đại 11 lần, hai bí ẩn về chén thánh biến mất và bí ẩn về cử chỉ được hé lộ. Bạn có khám phá ra những bí mật nào khác không? Hãy để lại comment và cũng đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để cùng đón chờ các video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!